Và thưa quý vị, một vụ việc xâm hại tình dục khác cũng đang thu hút sự chú ý của dư luận là việc nữ sinh bị xàm sỡ, cưỡng hôn trong thang máy trung cư ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sự bức xúc của người dân càng tăng lên khi ngày hôm qua, công an quận Thanh Xuân đã xử phạt hành chính người đàn ông có hành vi nói trên với mức phạt là 200.000 đồng. Mức phạt có thể coi là cho có này khiến cộng đồng mạng khó có thể chấp nhận được. Bản thân cô gái nạn nhân cũng thất vọng vì hình thức xử lý này. Cụ thể là nữ sinh viên 20 tuổi cho biết cô cảm thấy rất bức xúc và thất vọng khi hay tin công an quận Thanh Xuân chỉ xử phạt hành chính đối với Đỗ Mạnh Hùng, sinh năm 1982 quê quán ở Hải Phòng. Theo nữ sinh này, mức phạt trên hoàn toàn chưa đủ sức gian đe cho Hùng và những người khác. Cô mong pháp luật sẽ có hình phạt thích đáng hơn, bởi nếu không thì nhiều kẻ sẽ sẵn sàng bỏ ra 200.000 đồng để thực hiện hành vi giảm sợ các nữ sinh. Nữ nạn nhân cho biết thêm, chị đã quá mệt mỏi vì sự việc kéo dài nhiều ngày và sẽ không kháng nghị gì thêm với cơ quan công an. Chị hy vọng kẻ biến thái sẽ không tái phạm hành vi trên. Trước đó tại buổi gặp gỡ, xin lỗi, đối tượng này không hề có thái độ ăn năn hối hận, thậm chí còn nói với nữ sinh rằng thích quà gì để sang Singapore mua về tặng. Bạn thưa quý vị, theo dõi diễn biến vụ việc này, nhiều luật sư cho rằng nếu chỉ gọi hành vi xông vào ôm hôn, sờ soạng cơ thể cô gái là cưỡng hôn thì chưa thể hiện được tính chất nguy hiểm cũng như bản chất của hành vi này. Đây chính là hành vi quấy rối tình dục, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của phụ nữ. Vì vậy, theo các luật sư, kẻ biến thái này phải bị khởi tố chứ không phải chỉ bị xử phạt hành chính. Vâng, các luật sư cho rằng hiện nay pháp luật Việt Nam đang còn khoảng trống pháp lý về chế tài xử lý đối với hành vi quấy rối tình dục. Với quy định của pháp luật hiện hành, người có hành vi lời nói thô bạo, khiêu khích, treo kẹo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc là phạt tiền từ 100 tới 300 ngàn đồng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 167 trên 2013. Và hiện các cơ quan chức năng cũng đang lấy ý kiến sửa đổi nghị định này theo hướng là tăng mức phạt cho hành vi trên lên mức là 1 triệu đến 2 triệu đồng. Sau nhiều ý kiến cho rằng là nó vẫn chưa đủ gian đe so với tình trạng quấy rối tình dục phụ nữ hiện nay.